Thưa quý vị, hôm nay kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú, tổng bí thư đầu tiên của đảng ta, nhà lãnh đạo trẻ tuổi, đầy tài năng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam. Cuộc đời hoạt động cách mạng của tổng bí thư Trần Phú từ khi giác ngộ lý tưởng đến khi giữ cương vị tổng bí thư của đảng chỉ gần 10 năm. Nhưng đồng chí đã để lại di sản vô cùng quý báu với những bài học sâu sắc cho đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Đồng chí Trần Phú sinh ngày 1 tháng 5 năm 1904 ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí đã sớm giác ngộ và bộc lộ phẩm chất lãnh đạo cách mạng. Tháng 10 năm 1930, tại hội nghị Trung ương Đảng, đồng chí đã được bầu làm tổng bí thư đầu tiên của đảng. Trên cương vị quan trọng này, đồng chí Trần Phú đã có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong đó, luận cương chính trị do đồng chí dự thảo và được thông qua là văn kiện quan trọng của đảng, đã vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, cùng những luận điểm cơ bản trong chính cương vắn tắt và sách lược vắn tắt do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Giữa lúc phong trào của nhân dân ta đang phát triển mạnh mẽ, ngày 18 tháng 4 năm 1931, đồng chí Trần Phú bị địch bắt. Sau 3 tháng bị giam cầm, tra tấn, ngày 6 tháng 9 năm 1931, đồng chí Trần Phú đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà thương chợ Quán, Sài Gòn khi mới 27 tuổi. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang và những cống hiến hết sức to lớn của đồng chí Trần Phú là di sản quý báu, dệt kết nên pho sử vàng vinh quang của đảng. Tấm gương đạo đức cách mạng, khí phách người chiến sĩ cộng sản cao đẹp, kiên trung, bất khuất của đồng chí mãi tỏa sáng để lớp lớp thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ta học tập, noi theo.